Chiều ngày 12 tháng 7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp Sở Thông tin Truyền thông tổ chức họp báo thông tin tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về tình hình dịch bệnh tại khu chế xuất Tân Thuận. Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoài Nam cho biết đã phát hiện 275 ca mắc COVID-19 qua test nhanh. Theo ông Nam, với độ chính xác của test nhanh so với xét nghiệm PCR hiện nay thì 275 ca này có thể coi là F0. Hiện khu chế xuất này có khoảng 40.000 công nhân. Trước đó, Ủy ban Nhân dân quận 7 đã thiết lập cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 với khu chế xuất Tân Thuận từ ngày 13 tháng 7. Một doanh nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận cho biết theo thông báo thì từ 0 giờ ngày 13 tháng 7, khu chế xuất sẽ hạn chế ra vào. Chỉ những doanh nghiệp có đủ điều kiện cách ly sẽ được tiếp tục duy trì hoạt động theo phương thức vừa cách ly, vừa sản xuất. Trường hợp doanh nghiệp không bảo đảm thì phải thuê địa điểm, khách sạn xung quanh và đưa đón bằng xe khép kín, không cho xe cá nhân ra vào cổng khu chế xuất.